Năm 2015, Hội đồng Họ Hồ ở Quỳnh Lưu đã thành lập ban vận động xây dựng hồ sơ khoa học về bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương và đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, nhiều văn nghệ sĩ và sự đồng hành của các doanh nghiệp không chỉ trong dòng họ Hồ mà cả những dòng họ khác cùng tham gia. Cái ban vận động này, những người đóng góp tích cực trong cái việc xây dựng hồ sơ thì có anh Trần Đình Tuấn, là cái người mà cũng đã từng làm những hồ sơ vinh danh cụ Nguyễn Du, rồi cụ Chu Văn An và bác Nguyễn Huy Toàn và phó giáo sư tiến sĩ Biện Minh Điển, là cái người có cái công là nghiên cứu về thơ ca, về văn của để mà vinh danh Hồ Xuân Hương. Là một người hậu duệ, bản thân Quỳnh là rất là cảm thấy là rất là vinh hạnh và cảm thấy tự hào khi được tham gia và đồng hành cũng như là cùng với Quỳnh Group đồng hành cùng với ban vận động để xây dựng cái hồ sơ trình UNESCO vinh danh cụ Hồ Xuân Hương, một người phụ nữ tài giỏi xuất chúng và được thế giới công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Để bộ hồ sơ khoa học về nữ sĩ Hồ Xuân Hương đáp ứng các tiêu chí của UNESCO, tại khuôn viên nhà thờ họ Hồ ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, ban vận động đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi và đi đến thống nhất đề xuất 7 điểm cốt yếu được UNESCO chấp thuận thông qua, khẳng định Hồ Xuân Hương là một con người mang tầm vóc của một danh nhân văn hóa và của một thi hào. Chúng ta phải đáp ứng cái tiêu chí của tổ chức UNESCO. Ở đây những cái tiêu chí rõ ràng như là về vấn đề nhân văn, vấn đề đấu tranh cho quyền phụ nữ hay là vấn đề làm liên thông được các cái giá trị văn hóa của các quốc gia dân tộc và thúc đẩy hòa bình, thúc đẩy những giá trị nhân đạo. Thế thì Hồ Xuân Hương hoàn toàn đáp ứng được những cái tiêu chí đó. Đây là cái người phụ nữ đầu tiên được vinh danh mà lại là người phụ nữ họ Hồ, mà lại vinh danh hai thứ cơ, cả năm sinh cả năm mất. Và đặc biệt là khi chúng tôi nghiên cứu về Hồ Xuân Hương ấy, thì chúng tôi mới thấy thế này, có 12 nước dịch thơ Hồ Xuân Hương, cho nên chúng tôi đã mời được 8 người tham gia viết bài để tham gia hội thảo về Hồ Xuân Hương. Và có một cái đặc biệt chúng tôi thấy rằng thế này, ở Việt Nam mình là ông Xuân Diệu, ông để ra 22 năm để nghiên cứu Hồ Xuân Hương và cuối cùng thì ông tuyên bố Hồ Xuân Hương là bà chúa thơ nôm và bây giờ cả thế giới công nhận bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương. Ban vận động xây dựng bộ hồ sơ khoa học về bà chúa thơ nôm đã nỗ lực bền bỉ trong vài năm để hôm nay lễ kỷ niệm 250 năm sinh và 200 năm mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương có sự tham gia và vinh danh của tổ chức UNESCO là niềm vui chung của những người cùng chí nguyện với tiền nhân.